Đây sẽ là nơi làm việc mới của em. Nhớ làm việc phải chăm chỉ đấy nhá. Môi trường ở đây tốt thật chị nhở? Công ty chị quản lý mà, phải chuyên nghiệp chứ. Thôi đây, đây là chỗ ngồi của em. Thôi em ngồi làm việc đi, chị vào làm việc đây. Vâng ạ. Sao lại ngồi chơi game thế này? Chị nhìn đồng hồ đi, bây giờ hết giờ làm việc rồi. Chị yên tâm đi, em gái của chị làm việc rất là chuyên nghiệp. Đúng, tôi biết cái chuyên nghiệp của cô rồi. Mà trông bánh bèo như này lại cũng chơi game à? À, xin được giới thiệu với chị, đây là game Ragnarok Online, cho phép người chơi được sáng tạo nhân vật ở trong game, phiêu lưu khám phá những vùng đất lạ. Game này có đồ họa là 2.5D, lối chơi khó, hardcore vừa chơi vừa cuốn. Cộng đồng RO thì rất là đông, em vừa có thể chơi game, vừa có thể giao lưu kết bạn với mọi người đấy. Hay là chị cũng chơi thử đi. Thôi thôi thôi, chị bận lắm, không chơi được đâu. Em thích thì chơi một mình đi. Đúng là một tấm chiếu chưa trải sự đời. Mời cậu ngồi. Giới thiệu với Bảo, đây là Trang, người sẽ phụ trách dự án lần này của chúng ta. Chào em, rất mong được chiều cố. Em chào anh ạ. Dự án lần này của chúng ta khá là sát nhau, nên là có gì thắc mắc cậu cứ nói với Trang, Trang sẽ là người trực tiếp giải quyết. Xin lỗi ạ. Em làm sao không? Em không sao ạ. Đây đâu. Game này cũng được đấy nhỉ? Anh anh có chơi cái game Ragnarok Online này không? Anh không biết chơi game này. Anh không biết chơi thật á? Anh làm gì có nhiều thời gian rảnh như em đâu. Từ gì? Em quên mất anh là sếp tổng mà. Thì nhá. Em ngồi đi. Dạ vâng ạ. Anh ở một mình nên là hơi bừa bộn. Em uống nước đi. Em cảm ơn ạ. Em sao đấy? Trang, Trang ơi, Trang. Tình hình sao rồi? Tôi đã tìm ra băng nhóm của bọn chúng. Tốt lắm. Theo như những gì nữ thám tử cung cấp cho chúng ta, thì tên Bảo này thường xuyên đi thuê quần áo, đóng giả làm sếp tổng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Hắn đứng sau đường dây buôn bán phụ nữ xuyên biên giới. Nhóm đối tượng này rất tinh vi và thủ đoạn. Vì thế, chúng ta phải bám sát mục tiêu. Mà trong nhiệm vụ lần này, chỉ có tôi và đồng chí được tham gia thôi. Vì vậy, chúng ta phải giữ liên lạc với cả nữ thám tử. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí tiếp tục làm việc đi. Alo, chào nữ thám tử. Nhiệm vụ lần này rất là quan trọng và đặc biệt rất là nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi sẽ hỗ trợ tác chiến từ xa. Đúng vậy, chúng ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch. Có hàng rồi đấy, chúng ta giao dịch rồi.
hình như là anh đang tìm đồng đội của anh đúng không? Rất tiếc, đồng đội của anh đã bị công an chăm sóc kỹ càng rồi. Lại là cô à? Không được. Tiện đây tôi sẽ tiễn hai chị em cô đến một nơi rất là sung sướng và thoải mái. À! Chết à? Hành vi bắt cóc phụ nữ của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Này, tôi không có buôn bán gì nhá. Cô đừng có mà vu khống. Sếp đúng là con cáo già. Đến cái nước này rồi mà vẫn còn già mồm thế nhở? Alo. Sao? Lại để xong à? Bằng mọi giá bắt hai chị em nó về đây cho tao. Của một đống tiền đấy. Tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh. Tôi nghi ngờ anh làm việc phi pháp nên đã gắn định vị theo dõi. Đúng như dự đoán của tôi, anh là một tên buôn người xuyên quốc gia khét tiếng. Chị nhá. Cái gì? Chị định dùng em làm mồi nhử á? Nhỏ mồm thôi. Bây giờ chỉ có cách này mới có thể lấy được chứng cứ của hắn ta. Thôi được rồi, chị hãy tin vào khả năng của em. Hóa ra tôi chỉ là con mồi của ai cô. Sao huyệt của sếp đã bị công an bắt giữ và toàn bộ nhân chứng đều đã được bảo vệ. Bây giờ sếp phải đối mặt với cả mức án nghiêm khắc nhất. Thôi vào tù một bóc lịch đi nhở. Ngờ lại rơi vào tay của hai con ảo non tơ này. Hai chúng tôi làm gì non tơ, phải là đẳng cấp mới đúng chứ nhở. Tôi sinh ra ấy là để triệt phá những con người cặn bã như anh đấy. Đứng đi anh em thân. Bây giờ anh theo chúng tôi về trụ sở làm việc đi. Mà sao nãy em tỉnh rồi không lấy cái châm của chị đưa mà cắt dây đi, để chị đánh chết thì sao? Thì làm cái gì cũng phải từ từ chứ. Với cả ấy, em biết hắn ta là kẻ lừa đảo rồi. Bởi vì trước đây em có thử, hắn ta bảo với em là không chơi game Ragnarok online bao giờ. Thế mà hôm vừa rồi ở nhà hắn thì hắn ta lại chơi cái game đấy, mà lại còn hành động giống như ở trong game nữa. Em ngồi đi. Nếu như em nói như thế thì chị quyết chiến với em trong game Ragnarok online luôn. Wow, chị đẹp nhà mình biết chơi game từ bao giờ vậy? Ragnarok online là một miền đất hứa dành cho anh em game thủ nào thật sự muốn trải nghiệm một game thần thoại thực sự kinh điển đấy. Thôi được rồi, bởi vì game thần thoại kinh điển đấy, thế nên là em sẽ chấp nhận lời thách đấu của chị. Ragnarok online, tiến lên, đi về thôi. Chị để em chơi cho. Nào, để em chị chơi con này một tuổi. Để em chơi cho. Nào. Để em đây, đây đây đây. Nào. Đây chị, em chỗ này này. Đây đây đây. Để em. Để con này một tuổi rồi. Ui, cố lên chị, nhanh lên. Cố lên. Đây 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 đây. Nhanh lên. Yeah. Yeah. Trời ơi, thấy chưa, thấy chị đẳng cấp không? Đẳng cấp luôn. Đất hứa, truy cập ngay ro.vtcgame.vn để có thêm thông tin chi tiết.
mày không mua thì thôi, lại còn định đánh con bé à? Con của chị á? Chị có chắc là con của chị không? Bây giờ đi bán đi, không được 500 nghìn thì tối về tao sẽ nhịn cơm. Trên tay của bé có rất nhiều vết bầm tím, chứng tỏ một tưởng là bé đã bị bạo hành. Cộng với việc chị đi với rất nhiều trẻ con nữa, chẳng nhẽ tất cả đều là con của chị à? Nếu chị không đi nhanh ý, thì báo công an đấy. Không sao rồi, có cô ở đây rồi, yên tâm nhá. Yên tâm nhá, cô Diệu sẽ tìm bố mẹ mới cho bé Moon. Nhưng mà con muốn ở với cô Diệu cơ. Mà cô Diệu bận lắm, sợ không có thời gian chăm sóc bé Moon chu đáo. Nhưng mà bé Moon đừng có lo, cô Diệu sẽ qua thăm bé Moon thường xuyên. Vâng ạ. Thôi, bây giờ cô Diệu sẽ đưa bé Moon đi mua quần áo mới nhá, ok không? Vâng ạ. Ok. Chào chị, tôi là Pháp, còn đây là vợ tôi. Như đã nói với chị hôm trước thì hôm nay chúng tôi đến đây để nhận nuôi bé Moon. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vợ chồng nhà em hiếm muộn, lấy nhau mấy năm rồi mà vẫn chưa có con. Nhìn gia đình người khác có con cái vui vẻ, sum vầy mà em lại không kiềm được lòng ạ. Tôi hiểu được áp lực mà hai người gặp phải. Bé Moon là một đứa trẻ rất là ngoan, lại còn xinh xắn nữa. Nên là tôi muốn tìm cho bé Moon một gia đình rất là hạnh phúc. Chị cứ yên tâm, chúng tôi đều có nguồn thu nhập ổn định. Hơn nữa thì vợ tôi kinh doanh ở nhà nên là có thời gian để chăm lo cho bé Moon. À, còn đây là giấy tờ cá nhân cũng như giấy chứng minh thu nhập của chúng tôi. Chị xem đi. Bé Moon. Moon ơi, mẹ có chuẩn bị gấu bông cho con này, con có thích không? Cô cái gì nữa, từ bây giờ đây là bố Pháp, còn đây là mẹ Trang. Hai người là bố mẹ mới của con đấy, nhớ phải ngoan nhá, con với bố mẹ đi. Để bố mẹ đưa con về nhà nhá. Chào anh, tôi đến thăm bé Moon ạ. Mời cô vào. Ô cô Diệu. Nào, Moon. Cô Diệu sang chơi với con đấy. Ơ, Moon. Sao cho con nhợt nhạt thế này? À, mấy hôm nay con bé hơi mệt. Nhưng mà uống thuốc mãi thì không đỡ, nên là em đã chuẩn bị đưa đi khám chị ạ. Đúng rồi đây em ạ. Con có sao không? Con không sao ạ. Thế là được rồi. Chết rồi. Em xin lỗi, lúc nãy em dọn nhà em quên mất không dọn cái này. Mà chị sang chơi em cũng sơ ý quá, quên không chuẩn bị. Để em rót nước cho chị nhá. Mời chị uống nước ạ. Tôi cảm ơn. Cảm giác thằng người bé Moon rồi. Tôi xin lỗi. Không sao Moon. Cảm ơn anh. À thôi, để em đưa Moon vào phòng lông người nhá. Đi con. Tôi xin phép. Cô về. Lần sau cô Diệu lại sang chơi với con nhá. Ngoan hả con? Con ngoan nhá, lần sau cô Diệu lại sang chơi với con. Đương nhiên rồi, cô sẽ sang sớm với bé Moon. Nhưng bé Moon hứa là phải ngoan nhá. Vâng ạ.
Cô Diệu đi đây. Dạ, mày có im ngay đi không? Đừng để bọn tao phải cáu. Lên xe, nhanh lên. Cô Diệu đã tỉnh xe đến cứu giáo to. Cô Diệu ơi. Không ai để cứu mày đâu. Đi. Nhanh lên. Đây. À. Cô Diệu. À, chúng tôi định đưa bé đi bệnh viện đấy mà nó nhiễu quá không chịu đi. Thế à? Chứ không phải là hai người định bán con bé sang nước ngoài đấy. Sau khi tôi cứu được bé Moon từ tay bọn chân dắt, do hoàn cảnh công việc bận rộn nên tôi đã tìm cho bé Moon một gia đình nhận nuôi để cưu mang con bé. Lúc đầu, hai người xây dựng hình ảnh một gia đình trẻ ấm áp, lịch sự, cùng một bộ hồ sơ hoàn hảo. Chưa kể con bé có vẻ quý hai người nên tôi đã đồng ý để các người nhận nuôi con bé. Nhưng một thời gian sau, tôi đến thăm bé Moon thì thấy con bé nhợt nhạt, ủ rũ, gầy hẳn đi, gương mặt lại vô cùng thiếu sức sống. Cô nói là bé Moon bị ốm. Nhưng tôi lại thấy thái độ của con bé trầm xuống hẳn, không còn hoạt bát vui vẻ như trước nữa. Điều này đã làm tôi suy nghĩ ít nhiều. Tôi để ý thấy bé Moon đã rất muốn kéo tôi vào phòng để nói chuyện riêng, nhưng các người lại liên tục theo dõi và ngăn cản. Chưa hết, tôi còn thấy ở ghế sofa có một chiếc móc. Khi tôi ngồi phải và nhặt lên thì ngay lập tức bé Moon co rúm người lại. Và chắc chắn là có vấn đề. Khi cô đưa nước, tôi vô tình làm đổ cốc nước lên người bé Moon. Khi lau người cho con bé thì phát hiện trên người, trên tay nó toàn là những vết bầm tím. Từ đấy tôi khẳng định các người chắc chắn có vấn đề nên đã lén đặt camera ở bình hoa. Camera của tôi đã ghi lại toàn bộ cảnh các người đánh đập và hành hạ con bé. Vào đây, hồ sơ. Chưa hết đâu, không chỉ dừng lại ở đấy. Hóa ra mục đích của các người khi nhận nuôi bé Moon chính là bán con bé ra nước ngoài để kiếm một khoản tiền lớn. Hình như cô ta đã phát hiện ra điều gì rồi. Anh hãy nhanh chóng mà hành động đi. Gọi điện cho bên kia, hỏi xem họ chốt giá bao nhiêu, bán luôn. Được. Con bé này thì cũng trắng trẻo bầm mặt đấy, chắc được giá. Alo, ngày mai nhá. Tôi đã rõ ràng tất cả nên nhanh chóng tới đây để giải cứu bé Moon ngay lập tức. Hai người còn gì để nói không? Mày... Tội của hai người nặng lắm. Đừng hòng mà trốn thoát. Trước khi đến đây, tôi đã báo công an rồi. Chuẩn bị vào tù mà bắt lần đi. Chạy! Chạy đi đâu? Công an bao vây hết chỗ này rồi đấy. Bé Moon không sao rồi, con Diệu xin lỗi. Tại cô Diệu mà bé Moon phải chịu khổ rồi. Từ bây giờ con sẽ không đi đâu nữa đâu, con chỉ ở với cô Diệu thôi. Từ bây giờ bé Moon ở với cô nhá. Cô sẽ không để ai bắt nạt hay là làm hại con nữa đâu. Đi về nhá. Vâng ạ. Đi. Sao mẹ? Mẹ vẫn thấy đau đầu lắm. Lại cả chóng mặt nữa. Ui, mẹ sốt cao lắm. Mẹ phải đi khám đi mẹ. Thôi, để từ từ đã. Bệnh viện bây giờ đông lắm. Rồi lại phức tạp nữa. Mẹ cứ yên tâm. Bạn con là bác sĩ. Để con bảo bạn con qua khám cho mẹ. Để mẹ theo dõi xem đã. Thế bây giờ mẹ có ăn gì không? Để con đi mua. Mẹ mệt lắm nè. Để mẹ nằm nghỉ đã. Tí mẹ đói mẹ gọi. Vâng. Thế mẹ nghỉ ngơi đi nhá. Có
con ở ngoài có gì gọi cho con nhé. Cô Xuân, con đến rồi đây. Cô sao rồi ạ? Cô cũng không biết nữa. Ngủ dậy thấy chảy đầy máu cam lên này. Hôm nay cô thấy trong người như nào hả cô? Cô còn đau đầu lắm, rồi cả đau bụng nữa. Đấy, con bảo rồi, gọi bác sĩ về khám và điều trị, mẹ cũng không chịu nghe. Sao mình không lấy thẳng bệnh viện luôn ạ? Bây giờ em thử nghĩ xem, bệnh viện đủ thể loại người, bệnh đầy ra, mẹ anh còn sợ đi bệnh viện nữa, gọi bác sĩ về khám là tốt nhất. Cô Xuân ơi, cô Xuân, cô thấy trong người thế nào rồi ạ? Cô cũng đỡ hơn nhiều rồi, may mà thằng Bảo có bạn là bác sĩ, hằng ngày đến tiêm với khám cho cô đấy. Tiêm như thế này đau lắm đấy này. Với cả cô bị bệnh gì ạ? Cô cũng không biết, thằng Bảo nó trao đổi với bác sĩ thôi, chứ đầu óc cô bây giờ cũng rối lắm. Thôi thì cứ để lớp trẻ với con cái nó chăm sóc cho mình. Mà cũng sắp đến giờ nó đến rồi đấy. Đau. Diệu, em đến chơi à? Vâng, em đến thăm cô ạ. Cô đã bảo rồi, bác sĩ đến đúng giờ lắm. Em ở lại chơi rồi ăn cơm với mẹ con anh. Giờ anh đi nấu cơm đã. Trang, em khám rồi tiêm cho mẹ anh nhé. Dạ vâng ạ. Anh chị cứ ra ngoài chuẩn bị cơm đi, để em khám cho bác. Con đi đi ạ. Cô chịu khó nhá, vài ngày nữa là khỏi thôi ạ. Con ra ngoài đây. Cô ạ, hôm nay cô cảm thấy thế nào rồi ạ? Cô cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cô để con tiêm cho cô nhé. Đây, để cháu đỡ cô. Cô đi từ từ thôi ạ. Đây, cô ngồi xuống đây. Cô thấy trong người thế nào rồi ạ? Hôm nay tiêm xong là thấy đỡ hơn nhiều. Cháu đóng đây, cháu đóng đây. Cháu đóng cửa thổi vừa ăn đây. Nóng quá. Mẹ với em ăn đi ạ. À, Diệu ơi, chiều nay em ở lại ăn nhá. Anh làm con gà này cứu ngon lắm. Vâng. Con đang giở tay ở dưới bếp, mẹ với em ăn đi cho nóng ạ. Để con thổi cho nguội rồi cô ăn nhá. Thôi, cô tự ăn được, con ăn đi cho nó nóng. Vâng ạ. Ngon lắm cô ạ. Mẹ anh sao rồi em? Tình hình của bác rất là nguy cấp anh ạ. Em ra ngoài nói chuyện với anh. Bệnh tình của mẹ anh sao? Thuốc của em chỉ đủ để cho bác cầm cự thôi. Chứ lúc nãy em khám, tình hình của bác xấu lắm rồi. Cùng lắm là được một tháng nữa thôi. Em tuyệt đối đừng nói cho mẹ anh nhé. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ biết mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Vừa hao tốn tiền của, vừa làm gánh nặng cho con. Mẹ sẽ về quê, sống những ngày còn lại của cuộc đời. Toàn bộ tài sản mẹ để lại cho con. Mẹ thương con. Sao rồi anh?
công rồi. Thế tức có nghĩa là bà già đấy đã để lại hết tài sản cho anh rồi đúng không? Chúng mình sắp phát tài rồi. Làm gì mà dễ dàng thế? Sao mày này ở đây? Là tao đấy! Khốn nạn! Mẹ! Sao mẹ lại... Mẹ á? Cái loại như anh ấy không xứng đâu. Chính anh với cô bác sĩ dởn kia đã lên mọi kế hoạch, nói là cô Xuân bị ốm rồi không qua khỏi, và sau đấy thì để lại toàn bộ tài sản cho anh mà không hỏi anh bảo. Tôi nghe nói bác Xuân bị ốm, sức khỏe vô cùng yếu, thường xuyên không ngủ được nên là tôi sang thăm. Thì đúng hôm đấy, bác đưa cho tôi chiếc vỏ gối và nói sáng ngủ dậy phát hiện mình bị chảy máu cam. Nhưng vết máu để lại thì rất kỳ lạ. Máu chảy thử đêm thì phải khô và vẫn còn phải để lại dấu tích trên mũ của bác chứ. Đằng này, vết máu trên gối vẫn còn khá mới, không hề lem nhem mà lại theo từng giọt, nhìn giống như cố tình được nhỏ xuống vậy. Mấy hôm sau, tôi lại qua thăm thì thấy vết kim tiêm trên tay bác Xuân bị chọc tứ tung đến tím tái cả tay. Nhìn vết tích thì rõ ràng người bác sĩ này vô cùng thiếu chuyên nghiệp nên tôi đã để ý cô ta. Đúng lúc đến giờ bác sĩ của anh thuê đến khám bệnh nên tôi đã quan sát rất là kỹ càng và phát hiện móng tay của cô ta vẫn còn vết tích của xương móng tay được tẩy, hẳn còn lem nhem. Trên người còn có mùi nước hoa, thao tác khám bệnh và tiêm thì lại vô cùng lúng túng, chắc chắn chẳng phải là bác sĩ gì. Tôi đã lén mang thuốc của cô ta giới thiệu là thuốc chữa bệnh đi để kiểm tra, thì trong thành phần thứ thuốc ấy có chứa một lượng thạch tín nhỏ, dùng nhiều sẽ gây đột quỵ. Cả anh con trai hiếu thảo này nữa, bề ngoài anh vô cùng chăm sóc, chu đáo, nhưng trong bát cháo anh mang cho mẹ, anh lại lén cho thuốc ngủ vào. Và có lẽ mục đích là để cho bác thêm phần mệt mỏi và càng ngày càng hoang mang. Từ những chi tiết đấy, tôi khẳng định hai người chắc chắn có điều gì đấy mờ ám nên đã tiến hành theo dõi. Anh phải nói gì để đánh tiếng bà già anh ấy. Sau này anh mà lấy được toàn bộ tài sản ấy thì em cũng có phần đấy. Hóa ra kế hoạch của hai người lại hoàn hảo đến như thế. Đúng như kế hoạch của anh, bác Xuân vì thương anh nên đã chọn cách ra đi và để lại toàn bộ tài sản cho anh. Ơ, cô Xuân, cô đang ốm à? Cô đi đâu đấy ạ? Cô đi về quê. Thôi, cô đi theo con nhá. Sao mày lại có thể khốn nạn với mẹ mày như thế? Hả? Anh ta đam mê cá độ, xin tiền cô không được nên đã dựng lên mọi chuyện để cô để lại tài sản đấy ạ. Con biết sai rồi, mẹ bỏ qua cho con mày nhá. Mày không xứng đáng làm con trai của tao nữa. Mày đi đi. Đi ra ngoài cho xã hội dạy mày. Đi đi. Con xin lỗi. Cô có sao không ạ? Cầm cơm theo, tình hình dịch bệnh nó phức tạp, mang đi ăn cho nó an toàn. Rồi ôi, em của chị đây đảm đang ấy nhở. Chị xin nhá. Không đi làm đây. Ai, chị biết chị quên cái gì không? Quên cái gì? Đeo khẩu trang vào. Chị quên mất đấy, thôi đi làm nhá. Tối nào. Hiện nay tình hình dịch Covid đang diễn ra rất phức tạp. Chỉ trong ngày hôm nay đã ghi nhận thêm 400 ca mắc mới. Chính phủ yêu cầu người dân tuân thủ chấp hành những quy định về phòng chống dịch. Alo mẹ ạ, con đây ạ. Dạo này mẹ ở dưới quê thế nào rồi ạ? Tôi khỏe, con đang chị Diệu đi làm rồi con. Dạ vâng, chị Diệu đi làm rồi, con đang ở nhà một mình. Mà con thấy tình hình dạo này dịch bệnh có vẻ phức tạp lắm. Mẹ ở dưới quê có ổn không ạ?
mẹ ổn con ạ. Hơn nhưng mà hai đứa ở trên này mẹ lo lắm, cố gắng bảo ban cho sức khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Anh là ai đấy ạ? Chào cô, tôi là cán bộ y tế ở trạm, nằm trong ban chỉ đạo chống Covid của thành phố. Hôm nay tôi đến đây để điều tra tình hình sức khỏe của các hộ dân trong địa bàn của mình. Dạ vâng ạ, thế mời anh vào nhà nói chuyện ạ. Em mời anh ngồi ạ. Anh cảm ơn nhé. Hôm nay anh đến đây để điều tra sức khỏe người dân. Cho anh hỏi là gia đình mình có mấy người nhỉ? Nhà em có 2 người ạ. Chị em đang đi làm, còn em thì đang đi học. Em kê khai y tế rồi điền thông tin cũng như là lịch trình của mình di chuyển. Có gì cứ hỏi anh nhé. Dạ vâng ạ. Ngoài việc kiểm tra sức khỏe của người dân, ban phòng chống dịch cũng có chương trình tặng khẩu trang. Đây, tặng cho em rồi em xem rồi dùng thử đi nhé. Thật vậy ạ? Nhà nước đúng là quan tâm đến dân quá anh ạ. Gia đình em cũng tin tưởng vào nhà nước lắm. Em đeo thử đi. Thôi, để em cất đi. Khi nào cần dùng thì em mang ra dùng anh nhé. Em nên đeo đi, tại vì khẩu trang này có 3 kích thước. Em đeo anh còn thay đổi sai nữa. Dạ vâng ạ. Khẩu trang bên anh sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, hoàn toàn diệt khuẩn và chống virus từ bên ngoài đấy. Bình thường bà con toàn đeo khẩu trang, không có khả năng diệt khuẩn. Mà khẩu trang này ấy, có nhiều lớp, có thể giặt đi giặt lại nhiều. Đấy, em cứ đeo sát này cho nó ôm mặt này. Rồi, đấy. Em nhớ hình như ngày mai có người đến diệt khuẩn. Sao không thấy? Em ơi. Tôi là cán bộ y tế, vừa đến để điều tra sức khỏe của người dân. Chứ không phải anh là người giả danh cán bộ y tế để lên phát khẩu trang cầm thuốc mê để nhân cơ hội trộm cắp tài sản à? Ban nãy khi xuống sảnh tòa nhà để đi làm, tôi đã thấy anh ở bên ngoài rồi, bộ dạng vô cùng lén lút. Và tôi để ý thì anh đã lảng vảng ở khu nhà tôi, quan sát tôi và em tôi đã mấy ngày nay rồi. Tôi nghi ngờ anh đang nhắm vào hai chị em tôi để giở trò nên đã theo dõi ngược lại anh. Tôi thấy anh trốn vào một góc, mặc đồ bảo hộ, rồi cầm theo đồ nghề và tẩm thuốc mê vào trong chiếc khẩu trang. Tôi định gọi điện thông báo ngay cho em tôi, nhưng điện thoại lại hết pin, nên đành phải đi theo để tóm gọn kẻ giả mạo là anh. Tôi đã lén đi theo anh, tòa nhà của tôi phải có thẻ mới vào được. Và tôi nhận ra anh chính là kẻ đã lấy cắp thẻ chung cư của em tôi từ hôm trước. Quả là một kế hoạch hoàn hảo và tinh vi. Chị ơi, em bị móc mất ví rồi. Em bị móc mất ví á? Em có chắc là bị móc không? Hay là để ở đâu mà không tìm thấy? Không, chắc chắn là em không để rơi ở đâu cả. Em đã tìm kỹ rồi. À đúng rồi, chắc chắn là hắn ta.
lúc em đi xuống dưới hầm chỉ có một mình hắn ta ở đấy thôi. Mà trên cổ tay của hắn ta còn có hình xăm, rất là khả nghi nữa. Vậy là nhờ việc theo dõi giờ giấc sinh hoạt và đánh cắp được chiếc thẻ ra vào mà anh vô cùng thuận lợi đóng giả nhân viên y tế để tiếp cận em tôi. Anh là ai đấy ạ? Tôi là cán bộ y tế ở trạm, nằm trong ban chỉ đạo chống Covid của thành phố. Hôm nay tôi đến đây để điều tra tình hình sức khỏe của các hộ dân trong địa bàn của mình. Dạ vâng ạ, thế mời anh vào nhà nói chuyện ạ. Thủ đoạn thì vô cùng đơn giản. Anh nhắm vào mục tiêu là những người có tâm lý lo lắng trong thời buổi dịch bệnh, lại đánh vào lòng tin người của họ để nhanh chóng tiếp cận. Anh lấy danh nghĩa là phát khẩu trang để phòng chống dịch bệnh, rồi ép em tôi đeo thử chiếc khẩu trang đã tẩm thuốc mê sẵn. Và khi em tôi ngất đi, thì ngay lập tức độ nguyên hình và tiến hành vơ vét tài sản. Tôi đã ngay lập tức báo công an và lên đây để tóm gọn anh. Alo, 113 đúng không ạ? Này, cô đừng mà nói linh tinh nhá. Đây. Đây là cái gì? Em gái của tôi nằm ngất trong kia, cùng với chiếc khẩu trang anh tẩm thuốc mê đấy. Thôi, tốt nhất là lên đồn. Tránh nhá. Đứng lại. Ui. Anh đừng bắt. Bây giờ mà anh đưa tôi về trụ sở làm việc. Đi. Trang. Trang. Dậy dậy. Trang. Em không sao. Nhưng mà ban nãy tôi đóng gọn tên đấy rồi, em yên tâm đi. Nhưng mà nhớ nhá, lần sau không được cho người lạ vào nhà nữa, nghe chưa? Vâng ạ, em nhớ rồi.